Rất nhiều anh em hỏi mình ấy là để chăm sóc được xe thì cần những loại hóa chất nào. Đây, cơ bản nhất là rửa xe nhá. Đây, mời anh em ạ, đây là khu vực hóa chất bên mình. Để nói về hóa chất thì nói chung là nó tương đối là toàn can lọ thôi. Rửa xe thì thông thường mình sẽ có hai bọt. Một ấy là bọt không chạm, đây là cái này là bọt không chạm. Đấy, cái này sẽ là cái bọt có chạm anh em nhá. Thì sẽ giúp cho anh em mình rửa sạch sẽ hết. Và đặc biệt là với những cái loại hóa chất mà bên mình đang dùng này thì nó có thêm một cái chức năng nữa. Đấy là nó sẽ tạo được cái bộ bóng, độ bóng cho bề mặt nó khác, hơi khác một chút so với những cái hóa chất thông thường khác. Sau đó thì ví dụ như là vệ sinh ở phía bên trong xe thì đây là cái dung dịch mà bên mình đang dùng của Mergai. Rất nhiều anh em hỏi cái này và có lẽ là mình sẽ chiết sang những can nhỏ mình bán cho anh em về nhà tự sử dụng nhá. Chiết ra xong mình đưa vào trong những cái bịch xịt kiểu như này mình thấy rất là ok đúng không ạ? Đấy là bên trong nội thất này. Còn lại đối với kính này, đấy, lau kính cho nó sạch nhá, vệ sinh như tẩy kính này, tẩy ố kính các thứ sẽ có đầy đủ ở đây. Đấy, còn đối với lốp và la răng ấy, thì mình có những cái ví dụ là tẩy la răng này, đấy, rồi là đây là dưỡng lốp này, đấy, còn đây sẽ là cái dưỡng nhựa và cao su ở bên ngoài. Đấy, nhìn chung thì về cơ bản nó cũng không quá nhiều đâu nhưng mà tương đối là đắt tiền. Đây là những hóa chất phải nói là gần như là đầu bảng các bạn. Có thêm một số những cái chai xịt bổ sung, ví dụ như là cái này 3M này, cái này tẩy keo và nhựa đường cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Thế thôi, nhìn chung hóa chất mình chỉ gần này. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm những cái bộ chổi lau này, rồi là thêm combo khăn các thứ để có thể giúp chúng ta chăm sóc xe một cách rất là ok.